sau tất cả. Lúc này đây, khi không gian chỉ còn lại hai người, là lúc cho một lời tỏ tình. Thì hay gì em nghe thì em sẽ hát cho nghe ha. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm mãi. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi nhìn buông tối lạnh thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây vui đôi không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé, có em chưa? Có một ngàn thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhà. Tình yêu là những rượu em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Bước về phía em. Huy là một cô gái xinh đẹp, thông minh, cá tính, hiện đang làm quản lý một cửa hàng thời trang. Rồi, mẫu và lý tưởng của em là một bạn nam phải cao trên 1m7, bạn đó phải ga lăng, phải dễ thương, phải biết chiều chuộng em một chút, biết chia sẻ và cảm thông với em nữa. Cái mục đích em tham gia chương trình này là tìm được một nửa lý tưởng của mình. Và địa điểm gặp mặt chàng trai ứng cử viên đầu tiên đó chính là quán cà phê Băng Đăng, âm 5 độ C. Dạ, em muốn anh Thắng ạ. Dạ, anh Thắng ở bên trong ạ. Ứng cử viên đầu tiên là một anh chàng tự tin, năng động, đam mê kinh doanh và du lịch. Nguyễn Cao Thắng, sinh năm 1991, hiện anh chàng đang quản lý một quán cà phê và là một travel blogger trên mạng. Mới xem qua những tấm hình thì mình cảm thấy trong hình nó ảo diệu quá, và mình cũng không biết là ở ngoài đời thì như thế nào. Mình cũng hơi tò mò. Wow. Oh my gosh. Lạnh quá. Chào bạn. Hello, cái bên đó chưa? Hello anh. Cảm giác em lúc đầu vào đây như thế nào? Dạ em thấy rất là thú vị luôn á. Anh ơi, ở chỗ này là anh đến bao giờ chưa? Chỗ này là anh kinh doanh chỗ này luôn á, cho nên ngày nào anh cũng vô hết trơn á. Em có lạnh lắm không? Dạ lạnh lắm. Lạnh lắm hả? Dạ. Để anh kêu nhân viên mang khăn kèn vô cho em nha. Dạ. Những lúc mà lạnh nổi em hay làm cái gì? Em cảm ơn. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em nhận được khăn kèn rồi nha anh nha. Rồi, anh thấy rồi. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ, bình thường em lạnh thì em hay đi mấy cô quán cà phê á. Dạ, để thư giãn, nghe nhạc và đọc sách. Em cũng có đi uống trà sữa với lại đi dạo nữa. Anh có nhóm những sở thích của em không? Công việc của anh thì anh cũng hay ra ngoài cà phê, còn đọc sách thì anh sẽ đọc ở không gian nào đó yên tĩnh. Còn anh cũng hay là đi du lịch. Em cũng thích đi du lịch nữa. Anh đi đâu rồi? Anh đi được nhiều nước chưa hay là nhiều nơi ở Việt Nam chưa? Anh thì Việt Nam thì anh cũng đi cũng hết, cũng gần hết rồi đó. Còn ở nước ngoài thì anh cũng đi khoảng 10 nước, 9-10 nước gì đó. Wow. Anh đi du lịch là anh đi phượt hay là anh hay đi với bạn bè hay là đi thường á là anh đi một mình á. Anh đi một mình hả? Sao anh giỏi vậy? Sao mình biết đường mà mình đi? Tại không có ai đi chung. Tại vì anh đi cũng nhiều ngày á, cho nên tìm kiếm một người mà đi chung thì cũng hơi khó. Tại vì họ cũng còn công việc. Công việc của em thì có bận rộn lắm không? Thì của em cũng hơi bận rộn, nhưng mà em thường thì em làm bận rộn một suốt một thời gian, khoảng 2 đến 3 tháng. Sau đó em sẽ dành thời gian em nghỉ để em đi du lịch, hoặc là em đi những cái nơi nào mà em hay quá vậy. Cái đó cũng giống giống rồi đó nha. Hay giống giống rồi đó. Giống giống rồi đó nha. Nếu mà em thích đi du lịch vậy thì anh cũng sẽ tặng em một món quà đó. Wow. Chắc là anh sẽ tặng em hai đêm nghỉ ở homestay qua trên Đà Lạt với gia đình của em.
Oh my god. Thiệt đó hả? Ờ, chương trình cũng gấp quá cho nên anh cũng không có biết chuẩn bị gì hết. Suy nghĩ thì cây nhà lá vườn có gì dùng cái đó. Rồi em vui. Trời, món quà của anh rất là ý nghĩa đối với em luôn á. À, rất là dành dành cho em với gia đình nữa. Ờ, thì anh cũng hy vọng là em sẽ vui. Sau này thì có như nào đó thì tụi mình cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để làm quen đúng không? Rồi có cơ hội thì sẽ gặp nhau nhiều hơn. Dạ, em cũng mong là sau này em sẽ được gặp anh nhiều hơn. Với lại mình cũng có những sở thích giống nhau nè. Mình có thể đi cà phê hoặc là đi du lịch. Anh nghe là thích thích rồi đó nha. Mà em cảm thấy anh á là một người các bạn biết rất là nhiều nha. Mà em rất là thích đi du lịch nữa. Em chưa bao giờ đi mà mình có thể tự khám phá kiểu như đi phượt nhanh vậy. Em nghĩ đây là một cái trải nghiệm mới. Thật ra thì cái gì cũng vậy, lúc đầu thì nó hơi lạ lẫm. Giống như là anh mà gặp em nói chuyện bây giờ thì nó cũng hơi lạ lẫm. Thì cũng giống như em đi vậy thôi, thì lúc đầu thì nó cũng khó. Nhưng mà sau khi quen rồi chắc là sẽ ghiền á. Dạ em cảm ơn chị. Em vừa nhận cái gì vậy? Anh tò mò quá. Em vừa mới nhận được một cái thông điệp từ chương trình. Anh chưa gặp mặt em. Anh chỉ mới nghe em trò chuyện thôi. Anh có thích em không? Câu hỏi hay quá. Thực ra thì anh nghe em chia sẻ những cái điểm chung á. Thì ấn tượng ban đầu là có. Và anh cũng có cảm giác là cô bạn này cũng hay hay. Còn nếu như mà thích hay không thì chắc là em phải cho anh cơ hội đó. Dạ rồi. Nhưng mà ấn tượng ban đầu thì lúc nào cũng là quan trọng đúng không? Dạ, và đúng anh rồi. Thì có ấn tượng tốt với em, không biết là em có vậy không? Mặc dù em chưa có tiếp xúc với anh và nhìn ngoại hình như thế nào, nhưng mà em cảm giác được là anh là một người rất là chân thành. Mà em cũng rất là chân thật khi mà em nói là em cũng sẽ thích rất là thích cái cá tính giống anh. Thích những cái quan điểm giống anh. Và cũng thích những cái sở thích giống anh nữa. Thời gian cũng sắp hết rồi thì anh cũng hy vọng là qua buổi nói chuyện này thì xí nữa thì anh cũng hy vọng là em sẽ chọn anh để mà tụi mình có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn ha. Dạ rồi. Vậy là em cảm ơn anh nhiều nha. Bye bye em. Dạ cảm ơn anh. Bye bye anh. Cô nàng Minh Thùy tiếp tục lên chuyến xe hồng để đến điểm hẹn với ứng cử viên thứ hai. Mình cảm thấy càng tò mò hơn nữa. Lúc đầu thì mình thấy mong chờ, nhưng mà sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc thì mình cảm thấy rất là tò mò và mình cũng hy vọng là mình sẽ là người được chọn. Ấn tượng có vẻ như bạn gái này là một người khá là cởi mở khi mà rất là chịu khó để chia sẻ những câu chuyện với bạn ấy. Sau khi cái buổi gặp mặt đầu tiên với anh Thắng thì cảm xúc của em thật sự em rất là ấn tượng về anh Thắng. Mà em cảm thấy anh Thắng là một người rất là thú vị và có những cái sở thích cũng như là có những cái mà em thật sự là em muốn học hỏi. Thật sự là em muốn có cơ hội để gặp lại anh Thắng. Xin chào chị, dạ em muốn gặp anh Tâm ạ. Dạ chị tới với đàn kia rồi. Ở đây hả chị, dạ em cảm ơn. Khi mà em bước vào cái phòng tập này thì chàng trai thứ hai em nghĩ là sẽ xuất hiện với một bộ dạng là một dân tập gym. Là một anh chàng chắc là sẽ thích những cái hoạt động như là chạy bộ, tập thể hình nè. Và em cũng đang rất là thích những cái hoạt động này. Em cũng không biết là cái anh chàng này sẽ như thế nào, có phải là ngoài mong đợi của em không? Ứng cử viên thứ hai là Phạm Nhân Tâm, 27 tuổi, hiện nay là một PT huấn luyện viên cá nhân tại một trung tâm thể hình ở quận 2. Theo em thì lý do tại sao Tâm lại vẫn là còn ế đến tận bây giờ? Thì Tâm là tại vì kém quá, khó là có tính như là ít nói. Em thấy anh Tâm là người khá là trầm tính, anh ít nói. Và em nghĩ anh chưa có người yêu là bởi vì anh chưa tìm được người phù hợp với mình. Mà bạn gái anh Tâm hướng đến chắc là một người hiền, nhẹ nhàng. Đặc thù của việc này là nó chiếm một khoảng thời gian của Tâm nhiều quá. Cho nên cái thời gian mà đấy chính chuyện riêng tư như là chưa có.
Sau khi xem rồi vai thì em thấy bạn gái rất là dễ thương, bạn có cặp mắt rất là xinh, đặc biệt là có một cằm về lai thì em rất là thích cái cằm. Về cá tính thì bạn cũng có cá tính rất là phù hợp với em, có sở thích cũng từ khá tương đồng. À dạ, em chào anh. Dạ em rất là vui khi mà được quen biết anh ha. Em không biết là công việc của anh là gì ạ? Anh là huấn luyện viên cá nhân. Em có đi tập gym không? Dạ có. Thì chắc em cũng biết công việc của anh. Dạ, thì ngoài cái công việc hàng ngày của anh thì sở thích của anh như thế nào ạ? Nói chung là anh thích nhiều thứ, như đặc biệt là anh thích làm đồ handmade hoặc là sáng tác hoặc là vẽ gì đó. À, anh biết sáng tác nữa hả? Anh sáng tác cho vui thôi, chứ anh cũng không có chuyện lắm. chắc mình anh nghe được. Dạ anh hát cho em nghe thử một câu trong những ca khúc mà anh đã sáng tác đi. Bài hát này thì không phải là anh sáng tác, nhưng mà anh rất thích bài hát này. Lúc em ra đi, rèm mi khép lại, đêm buồn ngạo nghễ chỉ riêng mình. Nhớ lại ngày xưa, ngày em xinh đẹp, bao nhiêu chàng trai vây quanh em là thật lòng hay dối trá. Lúc em ra đi, còn anh vẫn đây, ôm em thật chặt chẳng nghĩ suy. Em có nghe rõ. Anh hát cũng khá hay. Một người bạn trai có những cái cá tính và có những cái năng khiếu như anh, thật sự em rất là thích. Em muốn biết nhiều về gia đình của anh có được không? Gia đình anh có 4 người, có em có một em gái. Gia đình anh đang ở Đà Lạt thì chỉ có mình anh ở đây thôi. Anh ở Đà Lạt hả? Em rất là thích đi Đà Lạt luôn, năm nào em cũng đi 1 đến 2 lần hết. Vậy sau chương trình này mình đi Đà Lạt chơi. Coi như đây là một lời mời nha. Không biết bình thường á, ngoài cái sở thích mà anh sáng tác này nọ nè, anh có thích nấu ăn không? Anh cũng thích nấu ăn. Nói chung là về công việc nhà thì anh đều làm được, tại vì anh tự lập từ nhỏ nên công việc gì anh cũng làm được. Anh có muốn hỏi gì về em không? Nói chung anh cũng là người ít nói nên hiện giờ thì anh cũng không nghĩ ra chuyện gì để nói. Anh, nếu mà anh ít nói như vậy á, mà em cũng ít nói luôn, thì anh nghĩ đi, mình có hợp nhau không? Nghĩ anh ít nói, nhưng mà nếu một có một người hợp với mình anh sẽ rất nói nhiều. Tính anh cũng rất là năng động, nói chung là hơi khiên chuyện, vui chứ. Một thử thách bất ngờ từ chương trình, đó chính là hai bạn hãy cùng nhau nhảy một điệu nhạc bất kỳ. Tay bạn lạnh, em thích người phụ nữ có tay lạnh. Tại vì tay em rất nóng nên em khi tầm vô một cái tay lạnh thì em cảm nhận là được sự dung hòa hơn. Sau chương trình này thì anh muốn có thể tiếp tục gặp em được không? Dạ rồi, thì sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng nữa thì em mong là em cũng có thể có cơ hội gặp lại anh nha. Cảm ơn. Dạ em rất là cảm ơn. Cảm xúc của em thì khi mà gặp chàng trai thứ hai thì thật sự là em không có ấn tượng lắm với anh chàng này và những cái tính cách cũng như là thật sự là em đã là một người rất là trầm tính và ít nói rồi. Thì anh này còn trầm tính và ít nói hơn nữa. Và những cái anh đó thể hiện cho em là em cảm thấy là cảm xúc của mình nó không được như mong đợi. Và chàng trai thứ ba thì em muốn chàng trai thứ ba sẽ là một người thật sự giống như em đang mong đợi, là một soái ca, là một hình ảnh cá tính, là một hình ảnh thật sự là thiên về những cái giống như là em mong muốn, chiều chuộng, ga lăng và những cái câu nói ví dụ giống như là làm cho em cảm thấy rằng là đây là một người em đang tìm bấy lâu nay. Xe Hồng lại tiếp tục đưa cô nàng Minh Thùy đến địa điểm hẹn hò thứ ba, đó chính là quán cà phê Pet, một quán cà phê khá thú vị ở quận 2. Chào bạn, đây là thông
điểm của chương trình. Dạ. Hay đi tìm bức tranh không màu đen. Dạ rồi, cảm ơn chị. Bức tranh con màu đen. Ứng cử viên thứ ba là anh chàng IT Phùng Thế Tài, năm nay 29 tuổi, hiện đang kinh doanh dịch vụ sửa chữa máy tính thiết bị văn phòng, là một chàng trai vui vẻ, nhiệt tình và yêu thích kinh doanh, đang rất mong muốn tìm bạn gái để tính tới chuyện hôn nhân. Sau khi đọc profile của bạn nữ, mình thấy bạn nó rất là dễ thương. Nhìn sơ qua thì chắc bạn này cũng rất là cá tính, có những sở thích giống mình, giống như là đi coi phim, đi du lịch và những cái hoạt động ở bên ngoài. Thì chắc nếu có cơ hội tìm hiểu thì mình sẽ đưa bạn ấy đi chơi nhiều hơn để chúng ta có thể tìm hiểu được nhau rõ ràng. Anh chào em. Anh có bó hoa. Dạ, cảm ơn anh. Anh xin tự giới thiệu về mình. Anh tên là Tài, và ở bên quận Tân Bình. Hiện tại bên anh đang kinh doanh về dịch vụ sửa chữa thiết bị văn phòng. Dạ, rất vui là em được gặp anh và em rất là cảm ơn bó hoa của anh. Dạ, trước đây anh đã tưởng tượng em như thế nào ạ? Anh nhìn em thì giống như là một cái cô nàng búp bê. Em có biết là giống như là baby ngày xưa mà các cô gái mà hay ngày xưa mà hồi trẻ trâu, áo trẻ trâu, hồi nhỏ xíu à. Cái anh mẹ anh cái tự nhiên lấy cái búp bê bà bi ở đâu á mang về nhà. Ủa lúc đó anh cũng bé khoảng chừng có lớp 6, lớp 7 rồi, mẹ nghĩ con là con gái hay sao mà đưa cái búp bê cho tao. Mẹ kêu tao mang về tao chưng không phải là cái gì mẹ chọc vậy thôi. Nhưng mà thực ra nhà anh thì ba mẹ rất là vui. Nghe anh cả thì có vẻ anh rất là thiên về gia đình đúng không, và anh cũng rất là thương mẹ. Thì trong gia đình của anh là anh có anh trai em gái gì không? Anh là anh cả. Anh là anh cả. Có một thằng em trai, nó thua anh 10 tuổi, là đại học, đại học năm nhất. Dạ. Nói chung là cái vấn đề định hướng của nó thì anh luôn luôn định hướng cho nó. Anh luôn hướng nó về bên kinh doanh. Kinh doanh nó làm cho mình nó có hứng thú. Đúng rồi, em cũng làm bên quản lý bán hàng shop rồi. Dạ đúng rồi, cái shop đó là của một công ty của Việt Nam mình, thì em là quản lý của cái shop thời trang đó. Thì nó cũng chỉ là một công việc rất là bình thường thôi, nhưng mà do là em cũng đam mê kinh doanh, em cũng có sở thích giống anh vậy đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà em chưa có ra làm chủ hoặc là tự kinh doanh riêng. Thì bây giờ được biết anh cũng như em biết thêm một người để có cho em thêm nhiều kinh nghiệm về kinh doanh. Thật ra về vấn đề kinh doanh á, anh mà ngồi chia sẻ với em thì từ sáng đến tối là không hết chuyện. Tại vì anh có thể anh có một chút bí quyết là kinh doanh trên Facebook mà mình không mất tiền, nhưng mà cái lượt view của mình cực kỳ hiệu quả hơn là mất tiền. Nhưng mà có cơ hội thì anh sẽ chia sẻ cho em thật là nhiều về cái vấn đề kinh doanh. Thì ngoài cái chuyện đam mê kinh doanh ra thì anh có những cái sở thích nào ạ? Buổi sáng anh hay uống cà phê và thời gian còn lại anh dành cho trà sữa. Anh cũng có những cái sở thích thì cũng tương đối giống em á. Thì không biết là hồi đó đến giờ trong chuyện tình cảm của anh thì anh đã trải qua bao nhiêu mối tình nào? Anh trải qua 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất đi. Quen nhau khoảng gần 1 năm á. Thì anh gặp một cái biến cố, anh bị hết sạch kinh tế luôn, không còn vốn kinh tế nữa. Mình cảm thấy mình bất lực nên người ta ra đi cũng đúng thôi. Thôi nói chung là chuyện cũ rồi, nó cũng hơi buồn một chút. Dạ. Đó là một kỷ niệm. Đó là một kỷ niệm rất là hay đúng không? Nếu như có một bạn gái như em chẳng hạn, sau này nếu như mà mình có cơ hội mình gặp nhau, mình tìm hiểu, anh có những cái kế hoạch gì hoặc là anh có một cái mong muốn gì cho cái người bạn gái của anh không? Anh mong muốn hả? Kế hoạch của anh thì dành cho tất cả các buổi tối, dành cho tôi hầu như tất toàn bộ buổi tối. Thực ra thì anh nghĩ thời gian dành cho chương trình nó cũng đã hết thôi. Anh muốn chia sẻ với em rất là nhiều. Rồi anh nghĩ đến bây giờ thì chúng ta cũng đã mệt rồi đúng không? Từ sáng đến giờ anh chỉ lo là em mệt rồi em như thế nào đó.
thì nó sẽ, tại vì anh là người cuối cùng thì nó cũng hơi bất lợi một chút. Nhưng mà anh nghĩ sau cái này chúng ta sẽ có gặp nhau. Anh cảm ơn em, cảm ơn em. Dạ, em cũng cảm ơn anh vì mình cũng đến đây và anh cũng cho em một cơ hội để em tiếp xúc và hiểu được về con người của anh. Thì em mong là một chút nữa thì em sẽ có câu trả lời. Anh cũng hy vọng là anh là một người được chọn. Anh nghĩ em sẽ không thất vọng về tất cả những gì chúng ta đã chia sẻ. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh. Oh my gosh. Trời ơi. Trời. Em nghĩ là em được tặng một cái bó hoa đẹp vậy luôn. Sau cuộc gặp với lại bạn gái thì mình cảm thấy mình hơi lo lắng. Và mình không có biết là mình có nói gì sai hay không. Mình chỉ lo lắng là những cái điều đó thôi. Còn về cái về phía cô gái chắc là phải đợi câu trả lời. Ở vòng 1 nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Thật sự là em cũng không có mong muốn là nhận được cái bó hoa này đâu. Tại vì cái bó hoa này em sẽ từ chối một trong 3 chàng trai mà đã tiếp xúc với em và chia sẻ những cái thật chân thành về con người của mọi người. Đối với em thì chàng trai thứ nhất là anh Thắng. Anh Thắng cho em nhiều cảm nhận là về khía cạnh sở thích, về khía cạnh là một người bạn, là một người có thể song hành và một cái người mà em cảm thấy là có thể đi chung với em một cái con đường, làm cho em cảm thấy là nó nhiều màu sắc, nó nhiều thú vị hơn. Chàng trai thứ hai là anh Tâm, thì chàng trai đó thật sự cũng rất là chân thành. Và em nghĩ là một cái người bạn trai như vậy thì có thể quan tâm và chăm sóc cho mình rất là nhiều. Anh Tài thì là người mà tặng cho em một bó hoa mà em cảm thấy là một cái chàng trai. Thật sự là em không tin được là có một chàng trai chuyên về IT, về máy móc mà có thể lãng mạn và chuẩn bị cho em như vậy. Và chia sẻ cho em nhiều cái sở thích mà y chang em luôn. Và cũng là một người rất là thiên về gia đình. Em nghĩ là bây giờ em có quyết định rồi và em sẽ mang bó hoa này đưa cho chàng trai mà em cần từ chối. Số của mình bây giờ lúc này đây thì tất nhiên là hồi hộp rồi. Nếu mà phải ra về thì cũng tiếc. Nhưng mà mỗi người sẽ có cái ấn tượng riêng ban đầu. Thì cô gái đều có thể chọn cho mình những người phù hợp. Nếu mà cô gái đó chọn mình để ra về thì mình nghĩ điều đó cũng đúng thôi. Tại vì hai bạn nam kia, ngay cả mình, thì đều là những người tài giỏi và có khả năng. Mình cảm thấy là mình không có thuyết phục được thì điều đó là lỗi tại mình. Sau cuộc gặp em có tự tin nghĩ là bạn nữ sẽ chọn mình? Dạ, em tự tin. Cho em hỏi ai là anh Thắng ạ? Ai là anh Tâm ạ? Và chàng trai cuối cùng nói chuyện với em. Thì sau khi mà được trò chuyện với ba anh, em cũng thấy là ba anh rất là chân thành và thể hiện đúng cá tính của mình, cũng như là chia sẻ nhiều thứ với em. Và em cảm thấy học hỏi rất là nhiều. Thì em mời anh. Anh nhìn em thì giống như là một cái con đèn búp bê. Em có biết là giống như là anh có một chút bí quyết về kinh doanh trên Facebook mà mình không mất tiền.
nhưng mà cái lượt view của mình cực kỳ hiệu quả hơn là mất tiền. Nhưng mà có cơ hội thì anh sẽ chia sẻ cho em thật là nhiều về cái vấn đề kinh doanh. Em rất là thích đi Đà Lạt luôn, năm nào em cũng đi 1 đến 2 lần hết. Vậy sau chương trình này mình đi Đà Lạt chơi. Coi như đây là một lời mời nha. Anh cũng là người ít nói nên là có một người hợp với mình anh sẽ rất nói nhiều. Anh ơi, ở chỗ này là anh đến bao giờ chưa? Chỗ này là anh kinh doanh chỗ này luôn á, cho nên ngày nào anh cũng vô hết trơn á. Nếu mà em thích đi du lịch vậy thì anh cũng sẽ tặng em một món quà đó. Hai đêm nghỉ ở homestay qua trên Đà Lạt với gia đình của em. Oh my god. Thì cứ ha. Em mời anh. Em mời anh Tâm. Sẽ quay lại và nhận món này của em. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em quyết định là em sẽ chọn anh Tâm là người em từ chối. Vì đây là một chàng trai mà em cảm thấy thiên về là một bạn bè, là một người anh. Thật ra là em có một cái quyết định này thật sự em rất là khó khăn. Ở anh em cảm thấy là một con người chân thành và anh giống như là một người anh, một người bạn và một người tri kỷ có thể bên cạnh em vậy đó. Dạ em cảm ơn anh. Em rất vui khi được tham gia chương trình này, được gặp em. Anh mong muốn là sau này mình sẽ gặp nhau và sẽ chia sẻ hơn. Dạ. Anh có buồn về quyết định của em không? Không có gì. Dù sao đi nữa thì sự lựa chọn là của em. Anh không có gì là anh nói. Cảm ơn em. Em lắm. Em cảm thấy anh chúc anh lên nữa. Một quyết định của em nha. Rồi, em tạm biệt anh. Em muốn anh Thắng quay lại để em gặp mặt. Dạ em chào anh. Cảm ơn em đã chọn anh. Em cũng cảm ơn anh là đã cho em một cái cơ hội để có thể biết nhiều về anh hơn. Hy vọng là mình sẽ có một cái chuyến picnic thú vị. Dạ, em cũng hy vọng có một chuyến picnic thú vị. Dạ, người cuối cùng. Em phải quay lại rồi. Chờ em. Dạ, em không chờ. Dạ. Trời, giống như đối tác á. Em cũng rất là vui khi mà được gặp anh. Thật sự là em rất là ấn tượng luôn. Em cảm ơn anh rất là nhiều về bó hoa. Em cũng mong là hôm nay mình sẽ có một cái chuyến picnic thật là vui. Trời, dễ thương quá. Xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Em thấy em sai quá sai. Em xin lỗi anh, em sẽ chuộc lỗi. Lần sau lên Đà Lạt em sẽ đòn mùi để Kim Bơ. Ok. Hôm nào có dịp thì mình sẽ offline cà phê cà pháo rồi đó ha. Quay. Chụp hình đúng không? Để anh giữ giùm cho em lấy đi. Rồi, anh cho em số điện thoại. Để anh chụp cho một tấm hình luôn ha. Em xin lỗi, em không muốn vậy. Rồi, em cảm ơn. Em có cần phải gọi qua không? Hay là anh không cần em gọi qua? Hẹn mọi người sẽ có một buổi đi Đà Lạt chơi với nhau nha. Ok. Cảm ơn. Ok, bye bye. Ủa anh không đi hả? Không rồi.
Trời, anh làm vậy chắc em đi về luôn. Anh thấy có lỗi không? Kết thúc học một Lucky Me yêu là chọn, Minh Thùy đã có một quyết định khá đau lòng và dây dứt khi từ chối anh chàng Phạm Nhân Tâm đẹp trai, chân thành nhưng hơi ít nói và rụt rè. Sau khi từ chối ứng cử viên thứ nhất, nhân vật chính sẽ cùng hai ứng cử viên còn lại trải nghiệm những hoạt động thú vị để tiếp xúc, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cuộc cạnh tranh để chiếm được trái tim của nhân vật chính sẽ thế nào đây? Tối nay anh sẽ tập đây. Anh Tạ, anh cố lên coi. Ngu người thua. Cái quyết định này là cái quyết định thật sự rất là khó khăn với em luôn. Không xin lỗi anh. Minh Thùy cùng hai chàng trai Cao Thắng và Thế Tài được đưa đến địa điểm tiếp theo. Và câu chuyện tay ba đã bắt đầu. Sao em dậy mấy giờ? Quay sớm. Qua tới giờ em không có ngủ. Không ngủ luôn. Không ngủ luôn. Em thức khuya quen rồi sao? Có, tại vì em lo lắng quá. Anh cũng vậy, bình thường anh dậy trễ lắm, mà hôm nay anh dậy sớm. Anh dậy sớm rồi vô chuẩn bị mấy thứ. Tại hôm qua là cái quán đó là mới xong tối hôm qua luôn á. Wow. Ừ, đội thiết kế, đội cấu trúc mới á. Anh sẽ lo để chuẩn bị em á. Trời, nghe cảm động quá. Phía tình cảm, mình nghĩ là của bạn gái dành cho bạn Thắng nhiều hơn, tại vì thấy cuộc nói chuyện của hai người rất là nhiều. Anh này này. Nhưng mà cái đó là anh Tài đây. Anh Tài. Anh Tâm. À, Thắng. Quên. Trời lộn hoài. Đó. Muốn nóc ao tôi ngay trên xe. Không có. Tên chữ T hóa cho nên nó hay nhầm. Có cái cách sắp đặt gì không ha? Tài, Tâm, Thắng. Nghe tên nào cũng hay. Nhưng mà tên Thùy hay nhất đúng rồi. Hôm nay là ngày của em. Thay đổi. Anh có đã anh chưa nói gì hết. Thùy cũng tê rồi đúng không? Anh cảm thấy tự tin như vậy là rất là hợp lý. Dù anh cũng thấy tên Thùy cũng đẹp. Ủa nhà anh ở đâu vậy anh? Nhà anh ở ngay Phúc Quận Tân Bình, ngay đối diện Ria Thao Cộng Hòa. Đi để em coi, đi Lý Thường Kiệt đúng không? Không, cái mọi chuyện đó, anh sẽ trả. Em quên. Vậy là chỉ muốn biết nhà thôi, chứ người ta không có ý tưởng là sẽ tới nhà anh đâu mà anh. Người ta chỉ là mới dò dò đường thôi. Trời ơi, anh kể thiệt đi, đó là tỏ tình ai chưa? Thật ra thì tỏ tình thì anh cũng chưa, tại vì là đến thời điểm chia tay thì cũng chưa đến mức mà phải tỏ tình. Cho nên là cũng chưa có cơ. Anh là có tỏ tình ai chưa? Tối nay anh sẽ tỏ tình. Địa điểm để ba bạn trẻ cùng trải nghiệm lần này là khu du lịch PCR, một nơi có nhiều hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với các bạn trẻ thích vận động sông nước. Nhưng trước tiên là phải ăn trưa đã. Mưa. Em ăn món này. Dạ em. Trời, cà chua ngon quá. Sang sẻ hả? Dạ đúng rồi. Nhà lâu lắm rồi mới được ăn cơm chung vậy đó. Bình thường sao? Bình thường một ngày em ăn có 1 lần. Ăn cơm ở ngoài vậy? Em xếp ca cho nhân viên ăn xong mà em bị quá giờ thì em không ăn. Em uống sữa hay gì đó rồi thôi. Em đi về. Ở nhà thì em có nấu ăn nhưng mà sau này nhà em cũng bận á, cho nên không có ăn. Một ngày thì em chỉ ăn một bữa, hai bữa thôi em không ăn luôn. Cho nên là ăn một cái bữa như vậy rất là cảm động. Đúng hiểu. Thấy trong cái profile của em có ghi là em nấu ăn cũng được. Em nói em nấu ăn cũng được đâu. À. Em nói em nấu ăn ngon. À, nấu ăn ngon, đúng rồi. Dạ. Anh á thì anh nấu ăn được. Hầu như lâu mà từ khi mình đi đứng đến giờ về chưa nấu cơm. Anh đi đứng là đi. Ngày xưa anh đi đứng nghỉ dụ công an. Để tới đó cực lắm. Cực nhưng mà vui. Cái quan trọng là đó. Vui cực thì vui. Nhưng mà hình như ai vẫn đi mấy cái lính mà cờ đi rất xin vui về. Nhưng có tính của mình nó chậm lại. Chậm lại kiểu nào? Bớt mong chen, bớt suy nghĩ hay là gì đó ha. Thì bây giờ em thấy là chậm. Với đối thủ của mình thì em thấy anh là một người khá là trầm tính. Những cô gái khi mà người ta chọn lựa một cái mối quan hệ thì người ta sẽ chọn một cái người mà thật sự là điềm đạm. Thì
anh có lẽ là trội hơn em. Em có đi nghĩa vụ. Cái gì vậy? Không, chọc em kìa. Em tự tin mình ở việc là em có thể bắt nhịp được với bạn nữ để mà cùng nói chung những câu chuyện và cùng chia sẻ một cái vấn đề gì đó và làm cho bạn nữ cảm thấy thích thú. Cảm thấy bạn Thắng rất là biết bắt chuyện với là những cô gái, rất là lanh trong những cái câu chuyện. Em cảm thấy mình không có được nói gì nhiều hết nên cũng hơi lo lắng. Cảm giác của em về bạn nữ thì đang khá là dè chừng, cũng như là chưa có chia sẻ hết những cái muốn nói. Cảm thấy bạn gái chia sẻ rất là chia sẻ những cái cuộc sống hay là trong những cái cách nói chuyện thì em cảm thấy rất là vui vẻ, hòa đồng nhưng mà cũng rất là hiểu chuyện. Cuộc tranh đua của hai chàng trai đã được đẩy lên cấp độ mới khi Thùy đưa ra thử thách đầu tiên. Em sẽ cho hai anh những cái thử thách liên quan tới là mình sử dụng sức lực hơi nhiều, cho nên là hai anh chuẩn bị tinh thần. Bây giờ mình sẽ thay đồ ra và chơi những cái trò chơi. Ngoài ra là thật sự là ai dành tình cảm cho em nhiều nhất thì em mong mọi người đó cố gắng giành chiến thắng trong cái phần này nha. Rồi giờ là xuống nha. Em đến 1, 2, 3 thì anh lăn đằng kia xong rồi quành ngược về đây. Okay. Ai mà nhanh nhất á thì thắng. 1, 2, 3. Trời ơi, con anh tại anh cố lên coi. Trời ơi, anh đã thắng làm vậy được luôn hả? Cố lên Tài ơi. Giờ anh có muốn đi uống trà sữa không? Anh lẹ lên. Thấy người ta không trời? Người bởi không nhiệt tình. Thiệt luôn á. Trời, sao không? Chia tay, sớm bớt đau khổ. Em đã nói anh đã cố gắng ngay từ đầu rồi. Em cho anh cơ hội mà anh vậy đó, bởi vậy. Hai người đấu bóng với nhau kìa, coi coi ai vật được ai. Sao có bộ xe ngoài lần? Cho ra. Ôi trời. Chứ em nhốt anh trọng luôn á. Anh không có thiệt tình gì hết trơn, không có nhiệt tình gì em gì hết trơn. Trời ơi, em mệt quá. Em cổ vũ quá trời luôn. Nó vẫn còn đang lắc. Thôi, tôi trong này cái hai người này ngồi thần sướng ngoài. Ủa, selfie có dính anh chứ bộ. Bây giờ mình sẽ chơi một trò hết sức là nam tính, đó là nặng tường. Mà cái này á là mình, anh có bao giờ nặng gớm chưa? Nặng gớm hả? Gớm á. Chưa. Cái này nè là làm cho mình thể hiện được cái sự khéo léo. Nhưng mà okay, làm cái này xong á là cái món quà đó là phải tặng em. Cho nên anh phải làm sao cho nó thật sự là ấn tượng, với lại nó phải có ý nghĩa nha, chứ không phải làm vậy không. Thấy có vẻ như anh đã mệt như vậy rồi thì anh nói thua đi. Không, ngu thì thua. Biết đâu trời thắng gì đâu, trời ơi. Nói tôi chứ. Tôi là cái khác đúng không? Đúng rồi. Cái này mình làm đó là mình phải cho nó xoay tròn. Dạ. Cái này là bàn xoay, mình phải đặt ở ngay tâm của bàn xoay. Nếu mà mình đặt lọt ra thì sản phẩm mình quay nó sẽ bị lọt, cho nên nó không được đẹp. Mình phải đặt nó ngay tâm bàn xoay. Dùng mai cùi tay nè. Cái này chắc cho khoảng thời gian 5 phút nha. Năm phút nhanh lắm á. Ừ thì vậy mới okay. Mà anh ok, bây giờ em bấm phút nha. Rồi 1, 2, 3. Nói thiệt luôn là mình chưa biết làm cái này làm sao luôn á. Được anh, không được cái mô cũng sao hết á. Hình như là nó bị sai cái gì ở đây. Mình đi mình kiếm gì đó mình khắc lên. Có gì đó nó không đúng ở đây. Mình phải đánh vào cái gì ta? Nghệ thuật. Trên thế giới mấy cái hình mà nó xấu cũng thành nghệ thuật. Giờ mình hình xấu. Mấy cái gì đó. À, cái chậu của anh bây giờ nó xuống thành cái xô rồi đó.
Thế rồi 2 phút rưỡi rồi kìa. Thắng tỏ ra khá sáng tạo trong phần thi này. Trời, có đá nữa kìa. Tài cũng quyết không thua kém. Rồi. Cái này có đá nhưng mà bên anh có bông đúng không? Đúng rồi. Rồi bên ta có bông kìa, anh có gì trọng vậy? À, anh có 2 chữ T ở trọng á. Hồi anh không nói không biết luôn á. Trời ơi ghê. Cái này thâm thúy ghê chứ trời. Mình không biết gì luôn á. Lãng mạn á, đẹp á. Ví dụ như là em đưa hai anh về, giống như là về nhà em chơi á, ra mắt mẹ em á. Vậy thì theo anh á thì mới vô thì anh sẽ như thế nào với mẹ em? Ra mắt hả? Ừ. Nhưng mà mang cái đồ cắm đũa này về chắc bác cười lắm á, vui lắm á. Tặng bác bình bông. À, rồi có xấu thì bác nói con ra ngoài chợ mua tiếp không? Vậy thôi con đi ra ngoài chợ mua đồ cắm đũa khác đem về đi. Con làm chi cho mắt mệt xong rồi con đem qua đây. Con nói con đi mua đi. Trời ơi là trời, thiệt luôn á. Anh Thắng, đâu anh ví dụ coi, ví dụ như em là mẹ nè. Chào bác. Chào bác, chào con. À, bác trẻ quá à. Trời cảm ơn, ai cũng nói vậy hết. Trời, bác con gái xinh nữa. Trời, ai cũng nói vậy hết thiệt. Dạ. Dễ thương thích phúc. Dạ, cảm ơn bác. À, ngày xưa không biết hơi vô uống nước không? Vô ngồi uống nước rồi. Không, ở nhà bác không có nước con. Vậy hả? Ừ. À, còn có ly. Còn có ly. Còn có ly. Chơi cái này ném về cái chậu chứ cái ly gì con? Dạ không, bây giờ người trẻ kêu cái ly đó bác. À vậy hả? Dạ. Chắc bác già rồi bác thấy nó giống cái chậu. Dạ không sao đâu bác, thì ai muốn nghĩ gì nghĩ à. Nhưng mà cái này là con tặng cho Thùy đó bác. À, mà anh Thùy thích không con? Trời ơi, thích lắm. Ai nói vậy con? Bữa con làm á, xong rồi Thùy nói tại chỗ luôn vậy á. Nhỏ dạ. Cũng thiệt tình ra nhìn nhấn xô vậy mà nó cũng thích nữa. Dạ con bác là có tính nó là con thích lắm luôn á. Thành quả của hai anh thì em thấy là cái phần này là anh Tài làm đẹp hơn anh Thắng. Và anh Thắng thì sáng tạo hơn. Nhưng mà phần trước là anh Thắng đã thắng rồi. Phần này thì anh Tài khéo léo cho nên thắng. Coi như hai anh mời. Hiện tại đến thời điểm bây giờ thì cái người mà chia sẻ nhiều nhất với em vẫn là anh Thắng. Và cái người mà trầm lặng với em nhiều nhất là anh Tài. Sau những trải nghiệm cùng hai chàng trai, Minh Thùy sẽ có buổi nói chuyện riêng với từng chàng trai. Đây là lần thử nghiệm cuối cùng để Thùy xác định được người mà mình sẽ tỏ tình. Em muốn gặp từng anh để em hỏi vài câu hỏi để em xác định lại chuyện tình cảm rõ ràng. Thì mọi người em sẽ nói chuyện khoảng 5 phút ha. Em mời anh Tài trước đây. Xem đẹp nha. Em cảm ơn anh. Anh căng thẳng quá vậy. Chắc là đứng trước một cô gái đẹp thì khó có thể giữ được một cái gì đó. Nhưng mà từ từ chắc để cho nó đều đều nhịp lại. Sau một ngày mình hoạt động vui chơi, ăn uống, rồi thử thách vượt qua những cái mà khó khăn, thì tình cảm của anh đối với em như thế nào? Đối với anh thì anh cảm nhận được một cái gì đó nó gần gũi với anh hơn là những cái gì anh đã suy nghĩ. Cái thứ nhất, cái thứ hai, em làm một cái điều gì đó làm cho anh nó cảm thấy nó rung động. Cái thứ ba là không biết là nếu mình có một cái cơ hội nào đó chúng ta có thể gặp nhau, anh có thể được tìm hiểu em cho thời gian sắp tới. Đối với anh á thì một mối quan hệ nó cực kỳ rất là quan trọng, nên anh cũng rất là lâu để đến bây giờ mới nếu có một cơ hội giống như em cho anh một cơ hội thì đến nay khoảng mấy năm rồi anh mới có được thêm một cái cơ hội để mà tìm hiểu một cô gái tiếp theo.
Em cũng muốn hỏi là ở em á thì anh cảm thấy quý điều gì và anh thích điều gì nhất? Điều gì hả? Em cười dễ thương. Mình thích nhất cái nụ cười của bạn gái đó, rất là dễ thương. Mình chỉ thấy nhìn và mình cảm thấy vui là được rồi. À, em cảm ơn anh. Em em cảm ơn. Anh cảm thấy em có điểm gì thu hút khiến anh cảm thấy thích? Cái điều mà anh cảm thấy thích khi mà gặp em thì anh thấy được cái sự trầm tĩnh. Em không có thể hiện nhiều, em cũng khá là ít nói. Thì với một người mà sôi nổi như anh á, thì anh thấy cái điều đó là cú hút anh. Mỗi bạn gái mà em mong muốn với bạn nữ đang tham gia thì cũng chưa hẳn là có nhiều điểm tương đồng. Bởi vì em vẫn hướng tới một mẫu bạn gái mà năng động và có cá tính. Ở bạn nữ thì chưa thể hiện được nhiều lắm cá tính của mình. Em là chỉ là điểm bù trừ của anh hay là nó là một cái điểm làm cho anh cảm thấy là anh muốn có tình cảm, muốn có em? Cái đó anh không nghĩ là cái bù trừ. Mà cái đó khi mà cùng em tham gia cái hành trình trong vòng một ngày thì anh lúc đầu thì còn hơi ngại ngại. Nhưng mà sau này thì thấy em cũng khá là hòa nhập, khá là vui vẻ trong cái những cái hoạt động của cả ba người. Thì anh cũng cảm thấy bị thuyết phục bởi cái đó của em. Vậy trong suốt một cái ngày vậy á, vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách, và mình cũng có những cái buổi ăn cơm, trò chuyện ngày nọ thân mật, anh cũng chia sẻ nhiều điều với em và anh cũng muốn biết nhiều về em. Vậy thì hiện tại thì cái tình cảm của anh như thế nào với em? Chắc chắn là nó có sự phát triển hơn so với lúc đầu gặp em. Cảm xúc của anh á, bây giờ thì cảm thấy rất là rối. Thật sự là anh á, cảm thấy rất là rối. Và cái ấn tượng ban đầu của em thì nó rất là tốt. Cho nên là với anh bây giờ thì anh muốn là có cơ hội để mà mình có thể tiếp tục để tìm hiểu nhau thêm. Vậy cái tình cảm đó nó chỉ mà dừng ở mức là hơn tình bạn, tình anh em, hay là chỉ là hợp với nhau, hay là thật sự là anh muốn trở thành bạn trai của em? Tất nhiên là anh muốn trở thành bạn trai của em chứ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tại cái thời điểm này thì mình cũng không có hồi hộp giống như là lúc sáng mà bạn nữ chọn hai trong ba người nữa. Nếu như hồi sáng là chia đều cho cả ba thì mình nghĩ là bây giờ thì mình chỉ chọn là 50% thôi. Cơ hội sẽ chia đều. Hầu như thì giống như ý của bên chỗ thắng thôi. Không thể nào mà mình tự tin được đến khả năng là bạn nữ sẽ chọn mình. Mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà anh thấy thì Huy hình như nói chuyện với em nhiều hơn á. Anh nghĩ là cái tỷ lệ phần trăm của bên này. Còn em thì lại thấy là sau cái phần thi bóng nước á thì bắt đầu thì có cảm giác là quan tâm anh nhiều hơn một chút. Quan tâm anh á hả? Giờ đây, cô gái của chúng ta sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn. Ai sẽ được chọn để tỏ tình? Ai sẽ phải nhận bó hoa từ chối? Cái quyết định này là cái quyết định thật sự rất là khó khăn với em luôn. Em suy nghĩ rất là nhiều về những cái câu nói và những cái mà ngày hôm nay của mình đã vượt qua. Em cũng mong là người mà em trao bó hoa này á, đừng có buồn em. Vì thật sự cũng có thể là mình có một cái tình cảm đặc biệt, nhưng mà em chưa có cảm nhận hết được, và em muốn nó thể hiện rõ ràng hơn. Cho nên em em cũng không biết nói sao nữa, tại vì quyết định này á, thật sự là hai người em đều quý mến ngang nhau hết. Mọi người có một cái ấn tượng đẹp để lại trong lòng của em. Và thật sự người lựa chọn không phải là người giỏi hơn hay là người có một cái gì đó nổi bật hơn, mà người đó làm cho em cảm thấy là mình có thể chạm được tới trái tim của họ.
Mọi người nhìn em cười đi nè. Bạn nữ sẽ chắc là chọn Thắng. Bạn Thắng rất là tự tin, rất là tự tin chia sẻ với những câu chuyện khá là thú vị. Nên em nghĩ tại em thì em không có biết nói gì hết á. Cái mức độ tự tin của mình lúc đầu thì nó cũng cao, nhưng mà sau khi chơi những trò chơi vận động xong thì mình cảm thấy Thùy hình như là quan tâm đến anh Tài nhiều hơn một chút. Cho nên là cái phần trăm của mình tự tin nó sẽ giảm xuống. Mình chỉ nhận khoảng 45% cái độ mà có thể là chiến thắng thôi. Thời điểm quyết định đã đến. Em xin lỗi anh. Anh đừng có buồn về quyết định của em nha. Thật sự là cái quyết định này em lựa chọn là vì tấm lòng chân thật và cái cảm giác nó nhiều hơn. Em mong là sau này mình vẫn gặp nhau, có thể cà phê anh em và mình vẫn có thể là bạn tốt của nhau. Nói chung là hôm nay có cơ hội gặp được em và Thắng. Là điều đó thì làm cho anh rất là vui. Để đi suốt được đến quãng đường đến bây giờ thì anh thấy cũng là một thành công rồi. Còn điều còn lại thì cũng hơi tiếc một chút, nhưng mà chắc cơ hội về sau chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau. Dạ, em cảm ơn anh. Anh có thể cho em ôm một cái. Trải qua một ngày tìm hiểu và cùng nhau trải qua các thử thách, nhân vật chính sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định từ chối người thứ hai. Ứng cử viên cuối cùng được giữ lại sẽ là người được tỏ tình. Em có một cái thử thách cuối cùng bắt buộc anh phải vượt qua, anh có dám làm không? Có phải anh đi qua hồ nước không? Đâu có, sao mà đi qua hồ nước được. Bây giờ anh bế em qua bên kia đi, mà không được trượt chân hoặc là té nha, mà không được để ướt người em nữa. Anh là đảm được đi. Em làm bao nhiêu ký vậy? Anh hỏi em làm bao nhiêu ký hả? Anh bắt buộc anh phải ẩm được chứ. Bây giờ em có 72 ký, anh phải ẩm được. Anh ước cảm thấy anh làm được, không biết đâu em sợ rồi đó. Rồi, em thấy rung rồi đó. Chuẩn bị chưa? Rồi. Thôi con. Thôi. Em có đi xuống không? Thôi em không biết, không biết. Anh làm sao đó làm. Qua được kia là được đúng không? Đúng rồi. Thôi. Sau tất cả, lúc này đây, khi không gian chỉ còn lại hai người, là lúc cho một lời tỏ tình. Thì hay gì giờ em nghe thì em sẽ hát cho anh nghe ha. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm mãi. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi,
Nói như hôm tối lạnh thầm, thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây vừa đôi không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn qua về nhà anh nhé. Có em chưa? Ok. Có một ngàn thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những rượu em từng đêm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Bước về phía em, nơi mà anh thấy nắng mai, trao cho anh giây phút yên bình và mong thế thôi. Nơi con tim em biết yên bình và mong thế thôi. Anh có thích không? Thích chứ, hỏi thừa quá. Cái quyết định cuối cùng của mình đó, em đưa ra cũng rất là khó khăn. Và em cũng muốn là khi mà em đưa ra cái quyết định đó cũng là cái lời tỏ tình của em đối với anh. Vậy thì anh có đồng ý không? Anh đồng ý. Đúng ra là anh rất là lo cho thằng em này. Và cái suy nghĩ đầu tiên của em, à của anh với em, đấy là anh nghĩ em là song tính. Nếu mình được bỏ phiếu bình chọn chắc là đồng hơn. Ừ, rất dễ đó. Đi ra chỗ dàn nữ đúng không? Dàn nữ cho em mà. Em bảo đó, em bảo là đa số nữ ai cũng nghĩ quyền phiếu rồi. Chúng ta đến người tiếp theo đi Sơn. Đến nói em mà. Nói thì còn cái gì nữa, em nói. Nhưng mà cũng nói cho em biết luôn. Đúng rồi. Em với Sơn là quen biết từ trước rồi. Thì vô tình, ngay từ ngày đầu tiên gặp Sơn. Chán. Chán rồi. Chán, không mưa. Không mưa. Nghe được cái đốt trên Đà Lạt gặp mưa. Đấy là anh chào kiểu anh giận mặt nó. Kiểu là kiểu anh kêu thế rồi không biết quay về đi mà vẫn cứ đó. Lần thứ hai gặp thôi, để lần đầu tiên gặp anh em quay giúp chung, lần thứ hai gặp bạn nhân người chung. Thì Vĩnh Phước Công, mới vừa vô gặp Vĩnh Phước Công. Anh nghĩ cho mình rất là chung đầu. Cô cho em ngồi nha. Cửa này ta. Mới mà mình cô cho em, nhưng mà vẫn còn biết mình. Cửa này ta. Cái cũng mở đặt mình đi, cứ ngồi là cứ dễ tình với ta. Mày cứ lúc đó còn cái chống một cái. Quen là cũng chưa chắc đúng rồi, cũng chưa chắc họ là Sơn đúng không? Ảnh nè rồi thì cửa này đó. Tại vì cái kiểu tóc á, đúng giống như là giống y hệt mình. Thì cái kiểu tóc em cũng thế, nó mà giống như mình mà. Nhìn kiểu nhìn nó thấy đó mà mới gặp một lần á. Tiếp em còn sao về Sơn? Sơn á hả, thì cái đầu tiên á, khoan cho chơi nó câu này được không, yêu cầu camera bắt chọn một cái khung hình bé để bắt chọn được cái cảm xúc của bé này. Không, nói Sơn đầu tiên là em cũng được là cái gu nghe nhạc. Nói chung là em rất là thích cái em rất là thích Sơn nghe nhạc. Gu nghe nhạc. Anh mất lỗi anh hai không khán giả thì là hai cô nhiều không, anh là bỏ đi, anh là bỏ đi. Cái của anh chỉ có ba bài, một đừng có bài thứ tư. Anh rất là không quan ngại và về cái sự hiểu biết và âm nhạc của em. Đúng không? Đó vâng, mình sạch luôn. Câu hỏi là em có nghe người nói cái list đó là giống như là list online. Khoan, chúng ta nói về Sơn. Thì mình chưa ok nhạc cái đi. Thì mới đang gặp mà
thì lúc đó không có wifi. Mình không hiểu lắm. Rất là chắc chắn. No. Từ ngày đầu tiên đến giờ anh đã mở nhạc rất nhiều lần. Cứ một lần mỗi lần mở là anh mở đúng 3 bài. Không phải. Chứ mà ngoài đầu nghe đó. Ý là cái 3 bài đó là nằm ngay đầu đến nhạc. Không hiểu không? Cứ mở lên là sẽ hát theo thứ tự. Chứ không có ngẫu nhiên được. Ví dụ như bọn anh khi mà cũng có một cái clip như thế, khi mà anh bật bọn anh sẽ lướt xem tìm bài nào hợp lý, bọn anh sẽ bật hoặc là nghe gì? Xong rồi hoặc là nghe xong rồi, ví dụ như sáng nghe xong 3 bài đó xong rồi trưa thì anh liên đúng rồi bài thứ 4. Còn anh là lúc nào cũng chỉ 3 bài đó thôi, rất là thời gian cũng chơi xong rồi đâu. Khi mà nghe 3 bài xong rồi tắt chứ điều vẫn nghe lại bài đó, xong tới tối vẫn nghe bài đó. Giờ chương trình có nửa tiếng anh cũng nghe được 3 bài, còn một tiếng anh cũng nghe được có 3 bài lần nào. Trời ơi, nói là có nhiều đó biết không? Anh cho người đi nhạc dài đó, anh có thể nghe được, nghe là có 3 bài, nghe có 3 bài. Chị em có kêu cực chưa? Ngôn từ của hai bé đó chỉ hai bé hiểu thôi. Em đừng nên hiểu. Em mà hiểu. Em biết kiểu tiếng chó sủa remix lo-fi cực chi. Hay tiếng muỗi kêu. Tiếng sóng biển, tiếng rè, tiếng mưa. Anh nghe dữ lắm sao? Giờ nó có tiếng nhai snack lo-fi cực chi. Chứng thẳng như vậy. Rồi tiếp. Tobi. Ê, lại bút lông phải vẽ mặt lên. Con cái thì nữa nói nghe thì sợ lầm, nhưng mà thường ở trong trường em cũng gặp nhiều gì rồi, nhưng mà em đầu tiên ấn tượng là tài không được trai. Cái này mà nói thiệt nhưng mà đẹp trai thiệt ông vẫn ra, nhưng mà ý là tại kiểu cái nét á, kiểu thấy hơi nhiều á. Không phải em nói như thế đâu, nhưng mà kiểu em thấy vậy là em thấy hơi nhiều, nhưng mà còn Sơn thì kiểu em ít thấy nên là em giữ ấn tượng. Ngầu chung nguyên nhạc chúng ta điện thoại nó bấm một cái rồi nói chuyện thân thời cho anh hỏi phải mệt sắp xỉu luôn. Ôi, thổi sắp xong để cái bà tổ chức nên nói sớm. Vậy bà tổ chức nhiều lắm á, còn cái thổi nhiều lắm á, khoảng ngày chẳng cá. Nên cho em đừng hỏi nữa, cho em cũng ngồi nói chuyện thôi. Dạ, yeah, ok. Nhưng mà ngồi nói chuyện nói cho có cái gì đó, chắc sẽ hỏi một hai cái. Thì mình cứ làm cho chơi thôi. Thì em cứ thổi anh em gì. Thằng bé khi nó nhận xét về bên Sơn, nó nói là thích bởi vì là Sơn đẹp trai, ngầu. Xong rồi Vĩnh cũng có nét đẹp, riêng anh nó không có nói được. Không phải, ý là... Ý dù gì em cũng phải cho anh lên sóng chút xíu chứ. Thế tiếp tục nói với anh Minh. Cái lúc này thì nó không còn quan trọng đối với trái tim của anh nữa rồi. Bởi vì không có tốt em mà. Cái gì nó qua rồi thì cho qua đi. Mình đừng nhớ lại nữa. Bởi vì anh biết là câu đầu tiên em sẽ nói là cái anh già này. Không. Rồi, bây giờ anh sẽ xét về em. Anh cúi em, thứ nhất là bởi vì em nói giọng Bắc. Anh không phân biệt vùng miền, tuy nhiên á, khi mà ở trong miền Nam này mà một người Bắc gặp được cái chất giọng của một người Bắc thì anh rất là thích. Cái thứ hai nữa là giọng của anh với lại Sơn nó là cái giọng gần như để tránh ở nhau. Một thằng thì trầm ấm, một thằng thì tiết ở trên cao. Nên ra là anh nói luôn ai là trầm ấm, ai thích cao để không, anh vừa nói, anh vừa diễn tả bằng hành động của anh đấy là đó thì em, nếu em coi thì em sẽ coi kỹ lại từng cái khoảnh khắc đó, tại vì là anh nói chuyện thì thường thường anh có hành động tay chân. Gọi là ngôn ngữ hình đúng rồi. Thì anh có một vài lần anh nói với em đấy là nếu như em đi thu voi tay lớn thì sẽ rất là ok, bởi chất giọng em rất là hay. Nếu như em luyện được cái mà lên cao xuống thấp thêm nhịp điệu thêm ấy, thì em sẽ rất là tuyệt vời. Đó. Đấy là sẽ quay về nhá. Trước đấy em xuất xuống đây làm, đi làm này. Em gặp đạo diễn các thứ thì em lại hơi tự ti về cái giọng của em.
nhiều chứ. Anh thật là thời điểm mà ngay thời điểm bây giờ đi, anh đi phim cũng vậy, trong miền Nam á thì thường là người ta rất khó để lấy giọng miền Bắc cho vào phim của miền Nam, rất khó. Chỉ có cái vai nào thực sự là nó yêu cầu cần phải là giọng Bắc thì anh mới lấy được vai đó. Mấy một phần nữa là anh cảm thấy là anh không có tự tin về cái chất giọng. Thời điểm đầu anh mới vào thành phố Hồ Chí Minh là anh nói không nghe được gì hết. Nhưng bây giờ thì nó được gọi là đỡ một chút xíu, bởi vì anh biết tiết chế lại. Thì anh nghĩ là cái chất giọng đó, mỗi người có một chất giọng riêng. Em cứ tự tin với khả năng của em, bởi vì giọng của em đang rất là ổn và rất là hay. Thì em cứ sử dụng cái đó đi. Còn mỗi lần mà em hơi kiểu trêu trêu anh có kiểu thấy nó hỗn hay là bị kiểu hơi quá? Tại vì thật ra như này, chúng ta phải hiểu được cái vấn đề là chúng ta đang nói ở trong ngữ cảnh nào, trong hoàn cảnh nào. Cái hoàn cảnh mà chúng ta hay giỡn với nhau đấy là những hoàn cảnh mà anh đang quăng một cái miếng nào đó để cho tụi em cùng hòa nhập vào cái miếng đó để tụi em chơi. Thì anh không giận và anh cũng chẳng thấy là nó hỗn, bởi vì nó vui mà. Nhưng mà lâu lâu mà tụi em nhắc đến già là hỗn nhá. Rồi, rồi chúng ta nói về Vĩnh đi. Vĩnh nói chứ luôn à? Cửa này. Không, cửa này thì bọn em cũng nói chuyện khá nhiều. Nhưng mà thầy Vĩnh là kiểu cũng vui vẻ, cũng nhiệt tình, cũng biết cách pha trò các thứ, cũng kiểu vẫn cũng là người bị rớt miếng thôi, nhưng mà em thấy Vĩnh cũng khá là thông minh về kiểu vấn đề này, vấn đề kia, biết cách xử lý. Tùng, cảm nhận em về cái anh này. Có tại sao tôi không nói câu đó khi mà hỏi về anh? Nhưng mà vẫn còng len cùng nhau. Đúng rồi. Nghe được thì khách còn đang 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 có một cái bài nhớ anh coi như ông Ray bây giờ nó còn gì phải gì là còn bài đi sáng nha. Em có một người bạn y chang Vĩnh luôn, kiểu cũng có ngoại hình hết ca người ca Vĩnh, người bự luôn Vĩnh, nhưng mà có ngoại hình nên là khi mà nói chuyện Vĩnh em cảm giác là nói chuyện với bạn của em vậy, tức là nó dễ vậy, nó thân thiện. Mình nhớ lúc mà như là ông Trình bé bảo là em giống với một người bạn của em. Nhưng mà nhớ về hỏi lại ba ba với mẹ nha. Không, hỏi ba đó chứ đừng hỏi mẹ. Ba ơi, ngày xưa ba có đi Bình Phước không, hay là ngày xưa ba có lên Sài Gòn để mà gặp nhà này kia không? Còn với anh nhá, bản thân anh nói về Vĩnh thì Vĩnh là một người rất ít nói khi mà có máy quay. Cắt máy cái nói rất là nhiều. Chưa quen, tại vì có thể là chưa quen, đúng rồi. Thì có thể là do là các bạn còn trẻ quá, các bạn ít tiếp xúc với máy quay nhiều như là bản thân anh, thì các bạn sẽ không quen được cái việc đấy. Chúng ta nói liên thuyên trước cái máy quay thì sẽ gặp vấn đề đó. Anh nghĩ cái đấy thì nó dễ để mà giải quyết mà. Đây nó chỉ là một vấn đề là kinh nghiệm. Đúng rồi, kinh nghiệm thôi. Làm ấy nhiều là sẽ quen thôi. Đúng rồi. Với lại cái thứ hai đó là
thằng bé này nó được cái là nó cũng khùng, cái độ khùng nó cũng ngang ngửa với anh ấy chứ không phải là ít đâu. Vì vậy là sống thức nào bình thường. Đúng. Trong chúng ta cái đúng. Trong mọi bản thân bốn đứa chúng ta không có đứa nào được bình thường hết trơn. Thế thì rồi nói về cái khủng của mỗi người. Ờ cũng được, nói về khủng của mỗi người. Hôm trước khi nói về, à hôm nói về khủng đi ha. Nếu mà xét về độ khủng thì anh nghĩ là anh vẫn là khủng nhất. Mọi người thấy ai cũng nhìn cũng biết rồi. Ai cũng nhìn nhận được. Ờ, ai cũng nhìn nhận được. Ai cũng thấy được. Ai cũng lớn tuổi nhìn nhận thấy được cái điều đó. Ừ. Nhưng mà mọi người nghĩ người khủng thứ hai là ai? Đúng. Đúng không? Đúng khùng. Đúng. Còn thứ ba chắc là đến Vĩnh xong đi đến Sơn. Sơn không có cái độ khùng quá nhiều. Sơn có cái độ điềm tĩnh. Kiểu cái việc sống ở trên em ấy, nên cái chất sống nó hơi kiểu thử thách. Đúng. Thứ xung quanh hơn là kiếm trò kiểu vui vui hay là gì đấy. Em sẽ sống chậm chậm và cảm nhận về những thứ đẹp đẹp xung quanh. Đó, đúng rồi đó. Thế còn anh cái này anh hỏi thật Vĩnh với lại Sơn là tại vì là ngày đầu tiên và ngày thứ hai thì anh biết được rằng là hai đứa có để ý đến Nguyên. Và cái đêm ngày thứ hai là anh tỏ tình Nguyên thì hai đứa cảm nhận thế nào về cái chuyện đó? Có khó chịu, có bất ngờ hay là gì không? Bất ngờ là bất ngờ. Ừ. Tại vì khi mình đến đây, mặc dù đúng không? Cái người cô gái đó đó, thì em luôn cua bạn gái anh cua bạn gái như thế này, sớm cua bạn gái chân như thế này, ba người vô tình trùng với giống nhau. Quên là người giống nhất giữa ba người giống cái gu nhất giữa bạn. Ba người gọi là cạnh tranh với nhau. Mình đến đây là tìm tình yêu mà, phải ở đến đây kết gọi là kết bạn giao lưu hay là rõ đâu. Thì mặc dù đến là anh em mình sòng phẳng, anh có kiểu là anh có tỏ tình với Huyên đi nữa hay là không tỏ tình với Huyên đi nữa thì mấy anh em mình vẫn bình thường với nhau. Em chỉ cảm thấy bất ngờ thôi, chứ không phải cảm thấy khó chịu. Tại vì mình không có gì để chịu khi mà mình không kiểu như không có chủ động mà mình tấn công thì cơ hội cho người ta chủ động. Đó là một thứ là em rút thêm kinh nghiệm thôi. Đúng, đúng. Không phải gọi là rút thêm kinh nghiệm, phải phải biết nắm bắt. Nhưng không có gì để khó chịu ở đây, chỉ là bất ngờ. Vậy. Ừ. Tại lúc đó anh đang ngồi không vắng luôn. Ừ. Đấy, thấy anh xuống trước, của mình xuống trước rồi. Xuống trước nhưng mà chưa có gặp thôi. Ừ. Thì một hồi đang ngồi. Hôm nay diễn đang nhà, bữa nay nói chuyện Nguyên với nhiều. Để một được Nguyên. Tại vì ngày thứ hai nói chuyện, ngày đầu anh bảo là anh để cho mang. Ừ. Ngày thứ hai xong rồi em thấy nói chuyện với Nguyên rất nhiều nhưng mà anh vẫn không. Chưa bữa tối về xong là mọi người lên phòng rồi anh tập mình anh đi á thì mọi người chưa kịp nói chuyện của ngày thứ hai thì em không biết là ai đâu, chưa chắc chắn là ai thì cũng đón đó trong anh được một viên 200 anh thì không ngồi nói chuyện anh luôn rồi khá bất ngờ còn về khó chịu rồi. Nó cũng là một cái cuộc chơi công bằng thì đấy anh có cảm tình nhiều hơn. Thực ra là bọn em về việc nắm bắt cơ hội thì cũng không hẳn đúng, tại vì bọn em chưa cảm thấy là đến nỗi đủ chưa tìm hiểu đủ để mà mình bày tỏ ấy. Thì còn việc chậm hay không thì em nghĩ cái đấy cũng không phải là vấn đề chính, mà là mình chưa cảm nhận được hết nên là mình chưa bày tỏ thôi. Thì em cũng bất ngờ thôi, chứ còn việc khó chịu thì không, mà em cũng khá là vui khi mà không gian của bọn em đỡ bị làm phiền. Cái người chỉ đạo mới cho em một cái cơ hội đó là một cho người kia chỉ đạo mới cho em một hỏi để tìm hiểu đi, nhưng mà mình mới là một cái người tìm hiểu chứ không phải là đang có quan hệ đã xác định rồi. Thì
Chưa ép buộc người ta phải cái này chẳng kia đúng không? Đó thì tất cả các bạn người còn lại cũng có một cái tiếp cận mà cho em không có gọi là khó chịu, tại vì em với người đó chỉ là đang cần một mối là tìm hiểu thôi chứ chưa có xác định được. Nếu mà lỡ có trường hợp ví dụ đi em đi xem anh này, anh quay lại có hẹn hò với anh thì đó cũng là bình thường. Em đang gọi là cho nhau cơ hội thôi. Đấy, anh quay lại anh tâm, anh cũng là người cũng muốn cho cơ hội chị tới đây mình tìm tình yêu mà. Thì cái vấn đề đó đâu phải là có gì đâu mà gọi là khó chịu không? Nhưng mà nói phải nha, còn ngày cuối thì em phấn đấu nhưng mà nếu như thế hỏi là nếu như khi hôm đó anh không tỏ tình thì tụi em có quyết định tỏ tình với Uyên ngày hôm sau? Nói chung là sẽ tỏ tình đấy. Nhưng mà không chắc chắn này, không chắc chắn tại vì tụi em lúc đầu thì còn hơi là nếu như ở thời điểm hiện tại tụi em còn tình cảm với Uyên thì tụi em có dũng cảm để mà tụi em tỏ tình vào ngày hôm nay hay không? Đấy thì em xin giữ bí mật. Ok, vấn đề chiến thuật. À, chiến thuật phải giữ bí mật đúng không? Okay. Có bao giờ tụi em đặt một dấu hỏi liệu anh có phải là cặp đôi bí ẩn không? Tính là em có trong suy nghĩ ít nhất là trong 2-3 bộ cuộc phỏng vấn ngày nào thì em cũng nói nha. Thì em có từng vé lên suy nghĩ đó là cặp đôi bí ẩn, nhưng nếu mình tháo không sao, cái đấy chúng nhất đấy trao được dưới mưa mà. Nhưng mà kiểu như kiểu này rất xuống mấy em mình làm cho em cảm thấy hoang mang. Không biết ai em thì em lại nha, em gọi nhà em kêu dừng nghĩa một cái đối tượng giỡn nói anh ngồi. Lúc nào phỏng vấn em cũng nói là cảm thấy anh không có khả năng nữa. Không phải, tại vì em nghĩ em cảm thấy là anh là kiểu anh nói luôn cảm thấy rất là chân thành. Em không nghĩ là anh hay gì, em không nghĩ là anh diễn. Với lại em nghĩ nếu mà một cái người khi được thì em cũng sẽ nói được. Nếu mà đưa những người hướng tuổi hơn mọi người ở đây rất nhiều vô làm cái người bí ẩn thì nó lộ quá đúng không? Lộ quá. Chắc anh cho em nghe cái bài này. Cuộc sống đâu đến trước điều gì đúng có thể. Vậy thì em nghĩ anh là cặp đôi bẩn. Vậy thì cái đối tượng, không phải cái đối tượng mà cái người là cặp đôi bẩn này thì em không có nói ngày nào nha. Thì giống như em bảo là em có từng đấy là suy nghĩ đó là anh sẽ mạnh. Xong rồi anh một Hoàng đấy. Xong rồi anh một Uyên luôn đó. Tại em có từng bảo là tại sao ngày thứ hai mình có tình cảm, biết sao có hai chiều hướng. Thật sự là anh tìm thấy được cái tình cảm, cứ gọi là tình yêu của anh. Anh nên nắm bắt nó, anh tỏ tình ngay. Thì đó là anh nên tư cách người chơi, anh nên tư cách của người bí ẩn đi. Thì em đâu có thể biết được anh làm như thế để gọi là một cái vỏ bọc cho bản thân anh, là anh đánh lạc hướng suy nghĩ của mọi người hay không. Đấy, thì em có từng né lên suy nghĩ như thế. Hỏi có suy nghĩ không? Em bảo có rồi. Bản thân thì có suy nghĩ vậy không? Em cũng thỉnh thoảng nghĩ kiểu mình đi
nhìn nhìn xong rồi mình nghĩ đoán ấy. Đoán theo kiểu là có những cái anh cũng hơi đánh lạc hướng tụi em để mà anh là cặp đôi bí ẩn, xong anh hay gây chú ý bằng cách đẩy cái hướng dư luận sang cho người khác. Em thấy anh hay dùng chiêu đấy, em cũng suy nghĩ. Ok, nhưng mà cái đối tượng của anh thì cũng chỉ xoay quanh ba người đó thôi đúng không? Hay là em nghĩ ai trong ba người đó chắc chắn em khả năng không, cao nhất cả hai luôn á. Khả năng cao nhất thì em nghĩ anh với Trâm Anh. Anh với Trâm Anh là cặp đôi á? Đây, đó là những ngày trước thôi. Những sau ai là em chỉ hướng quen với thằng nhóc này. Chảy đầu hả thằng nhóc? Chảy gì đâu? Em lúc nào cũng vậy. Thằng người ở đây đây, chuyện này chắc còn đi đông. Chiều nay mọi chuyện nó sẽ rõ như ban ngày. Hỏi trời cao, sao chiều lại mất ngày. Chiều vô hẳn vô rồi. Nhớ là Tùng và... Lý do ai biết đi. Chiều hẳn luôn đó thôi. Mày không cãi gì. Sáng hẳn ra luôn á. Khi nào Tùng và Hoàng cặp đôi đạo diễn. Đó. Đó. Tối giờ em đang suy nghĩ vấn đề này. Tại biết sao không? Lúc đầu là theo cái tử này anh chăm anh trước. Xong anh Hoàng, anh Hoàng Viên thì mấy đơn cuộc tranh luận của họ thì em nói anh Hoàng cũng phải loại chắc chắn là chỉ còn vấn đề là hai người mà thì mình sợ chơi mà anh có thể giấu được tới cuối ngày hai nhưng mà tụi em đón được cái người giỏi này rồi thì đó thì em chỉ đón em là như vậy đó. Giờ anh có làm thế nào đi nữa em cũng vẫn chỉ đón được, em đánh em mất trí nhớ rồi. Mất trí nhớ rồi chứ rồi là không có được nào. Thì con bé này thì em đã nghĩ trong đời đạo diễn mà và bây giờ dùng kiểu lên kịch, cũng lên kịch bản rồi đấy, là tự lên kịch bản và tự là diễn viên chính luôn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tỏ nhất bây giờ em phải tỏ nhất bé Mai. Nhắc đến bé Mai cho anh hỏi cái, em cảm nhận sao về cái nụ hôn ngày hôm qua của Mai dành cho em? Đầu tiên á, đúng, xong rồi hôm qua em còn tâm sự. Em biết hơn ở trong phòng mới nói là em thích. Tại vì em cảm thấy nó hơi dễ dàng quá, với lại Mai hôn lên má rồi. Và giờ cũng hôn lên em. Em thấy cái việc má hôn em. Má. Do cái góc nhìn không ạ? Em cảm thấy là cái việc đó với Mai thì em biết là cái điều đó là em nghĩ là người dễ dàng sẽ tự nhiên hoặc cũng có thể là em suy nghĩ gì nhớ không em cứ nghĩ tại vì em là người hiểu rõ nhất cái, bây giờ cái hôm qua anh có hỏi là em có tình không em không phân mà không hôn là không phân vân. Thằng bé biết sao ở đây không? Đóng nhà thôi, đánh chết. Đúng không? Đóng nhà đó, hôm qua cũng hơi kiểu rồi hơi nóng. Cũng nóng chứ. Nóng, đi hơi nhiều lần lắm á. Trông còn một cái cây ăn hạ quả. Nói không, hãy nói nhiều. Còn kiểu cầm gọt trái cây chỉ là cái phụ, thì chủ yếu là có con dao để đấy. Đó, mà sơ hở á. Bỏ hết một cái hay là mở miệng hạnh phúc một miếng thôi. Nhưng mà anh hỏi thật là tình cảm của em dành cho Mai ở thời điểm này nó như thế nào? Em cũng đang đứng với người để suy nghĩ rồi đấy. Nó hơn bức tình. Nó đang là hai đứa đang tìm hiểu. Em cảm thấy là thì hai đứa đang tìm hiểu. Không. Đứa này là đang muốn tìm hiểu. Còn đứa kia thì đốt cháy giai đoạn đến giai đoạn là yêu nhau. Đốt cháy giai đoạn
Được, hôm qua lại thấy con bé đút cho thằng anh Hào nhiều lắm. Thì đó, nó đi lỏng nó cái đi lỏng nó cái rồi. Em là cái kiểu người làm cái gì cũng ấy rồi, nghĩ cũng như là có một vài cái thì em vẫn em nên gấp rút đi em thì nó không nghe được vấn đề em hiểu không, nên gấp rút mình cái gì nó nhanh gọn lại đúng. Tại vì thật ra là này chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Bây giờ cũng là thời trưa rồi. Chúng ta chỉ còn 1-2 tiếng nữa thôi để chúng ta suy nghĩ. Đâm ra là anh tại vì đây suy nghĩ của bản thân em và đây cảm xúc của một mình em. Đâm ra là em hãy quyết định một cái việc này cho nó thật là kỹ càng. Nếu như em bỏ lỡ nó thì có thể nó sẽ là một cái nỗi tiếc sau này cho em. Bởi vì khi mà mình về mình coi lại những cái cuộc phỏng vấn thì mình sẽ biết được tình cảm của ta thật sự nó như thế nào. Đây, anh cố gắng thêm chứ không phải là không, anh cũng xong rồi. Thì trong mình tới đây thấy được cái điều là thấy giống như mình nói là mình không nên bỏ lỡ. Khi mà mình về rồi cơ hội không còn nữa. Thà em lại hay kiểu như là tiếp tục để không có lỡ cơ hội đó, nhưng mà ví dụ nó sai cái điều gì đó sẽ không. Buồn nan ai kêu em vô vậy? Em bắt lại từ cái câu trước rồi. Quan kim đây là khổ lắm. Em vẫn chọn làm điều đó đấy. Em không bao giờ có thể nói đi mình ra cơm hay gì mà mình chỉ làm cái thủ công đem cái nhảy bồi nén rồi chưa mà em cũng như vậy. Mình đã làm hết sức mình rồi. Mình đã thử, mình đã gắng làm dù thế nào là mình chịu là trách nhiệm được. Làm hết được. Đấy là mục tiêu chính. Nói gì mà ai với lại em biết là cũng làm sao đúng không? Thì là em nói em không thích các người nói về mai cơ thể mai thế này thế nọ. Tại vì trước đây em cũng bị vậy. Cũng nghĩa là không thích về cái vấn đề body shaming. Trước đây em là người rất là mập và em bị mấy cái đó rất là nhiều, nên là khi mà mọi người nói em cũng không được vui. Là em không thích mọi người nói về cái điều đó. Gọi là tôi có nói, anh nói ý là có một vài lần không biết ấy có thể là một người vô tình lỡ lỡ miệng hay là sao đó, nhưng mà những điều đó là không thích. Nói chung là đối với tất cả mọi người luôn chứ không phải là không, cũng đúng, tại vì là mỗi người có một cái hình hài riêng, đúng rồi. Mỗi người có mỗi cơ thể riêng, nên ra là mọi người sẽ cảm thấy khó chịu khi mà nói về vấn đề body. Thậm chí anh nói thẳng luôn, ví dụ như mọi người kêu anh ấy là ôi ông Minh bụng bụng hay ông Minh thế này kia, anh cũng cảm thấy tự ti chứ. Tại vì thứ nhất chúng ta đang lên sóng, không phải là chỉ có chúng ta ở đây biết với nhau, mà có cả những người rất là ngàn, có thể là cả ngàn khán giả ở ngoài kia người ta cũng đang xem, và lỡ đâu cái lúc đó lại nhiều người xem quá thì khi mình ra đường thì mọi người nói ôi trời ơi thằng bụng bụng đó, thì nó rất là buồn. Giống như hôm qua ví dụ như mai thì em chắc là không rõ ai nghe có những người kêu động đất này nọ, xong rồi mai xuống thì mọi người lại nói thì cái điều đó nó hiểu không, nhưng cũng có thể là trong lúc giỡn là mọi người không kiểm soát được cái lời của mình thôi. Chứ không gì hết á. Chứ chắc anh nghĩ là mọi người không có ý đồ nói gì hết. Các bạn hãy tự tay làm những đố bông để tặng cho cái cô gái bông và giấy để chỉ định mình. Chẹp cái đồ cho đố bông được không? Rồi các bạn gom gọn lại những cái đồ đó đi. Oh my god. À bỏ gói bông thôi chứ không phải là à gói bông mà tự làm tự làm bằng bông bằng giấy. Rồi. Mi. Cũng
nhiều bơm. Có nghĩa là chúng ta tự tay làm bó bông. Anh xin phép là anh sẽ chọn những bó màu hồng nhé. Thì người quên. Ok, từ để cho máy xét lại. Có kéo cái bàn lui về sau cho anh mình là lên này. Phía sau này nhé. Bỏ bông lên trên này để lấy hình cho dễ được không? Cái sờ đặt lên thì đặt ra một bìa kia luôn. Đây. Hay đặt lên trên ghế. Không bây giờ đâu mà. Không nghĩa là em cầm hoa bàn được. Đúng rồi, thế để tụi em đưa hoa đặt lên trên ghế. Áo mặc em được. Áo mặc em mình đem cái sờ này mình để ngay gần cái bóng đi. Đó. Đúng rồi. Đó đặt áo lại trên kia luôn. Ok đó. Ok đó vậy được. Ok đẹp. Được. Được. Ok chưa? Ok. Rồi. Cho anh xin phép anh chọn trước nha. Tại vì là người ấy của anh rất là thích màu hồng. Nên ra là anh sẽ kiếm màu hồng không à. Đi ra đứa người ta thích vậy đó. Anh sẽ chừa cho em. Không, cũng như là mọi người cứ lựa cái hoa mà đối phương của mình thích đi. Tại vì anh lựa là thường thường anh lựa bông đẹp lắm đó. Thế là mấy đứa phải lựa đi chứ không anh lựa hết á. Cái biệt thế. Ủa? Có người quá nhiều kinh nghiệm. Biết lựa bông nữa. Nhưng mà kéo này nè. Đó không, anh không cần kéo. Tại vì tay của anh là quá đủ rồi. Vĩnh ngồi về sát với anh này Vĩnh. Trong em sẽ xin mỗi thứ hai bông. Một màu hồng và một tím. Màu hồng thì chắc không cho được nhiều vậy đâu. Như thế không công bằng đúng không? Nè, đó màu tím của em này đó. Đúng không? Như thế không công bằng đúng không? Ok. Ê, màu này đẹp nè, Sơn. Em thích màu này. Đó. Cho em hai bông đó. Thì bây giờ mình sẽ chia để là xin mở thêm hai bông. Ok. Thêm hai bông hồng đi. Chia nhánh nhỏ nè, có nhánh nha. Ok. Cắt cái nhánh ra cho. Cắt luôn cái phần sửa. Cho em bông. Cái này bông nó hơi chút. Đúng rồi, bông hơi nhỏ. Không có được mấy lắm. Bây giờ mày phải lấy cái hoa hồng này làm hoa chính thôi. Còn mấy này là phụ. Đúng rồi. Nè, có đấy ai lấy không? Nè, anh nhường cho một miếng này. Nhỏ thôi đúng không? Nè. Cắt sâu xuống. Chưa thôi nha em ơi, từ tiếng trường mà có cái kéo. Ui. Quá đấy, cuốn bằng báo hơn. Cái này nó nhiều hơn mấy tấm. Một tấm thôi. Đúng rồi. Để mỗi người được 2 tấm. Mỗi người được 2 tấm. Mấy mẹ hả? Tại vì thường thường mấy cái này mẹ hay làm đúng không? Anh thì không có khả năng nhiều về cái vấn đề mà thẩm mỹ đúng không? Thẩm mỹ. Tại vì anh cũng hơi khô một chút xíu về cái này. Thậm chí anh nói thật nhá, anh nói nhiều vậy đó, nhưng mà khi mà anh tỏ tình Uyên á, anh không nói năng gì trơn á. Anh nói ít lắm. Anh chỉ nói anh có cảm tình với em, anh muốn là hai đứa mình đi tới một kết quả khác. Vậy thôi đó.
Nó là thứ thật nhất để mình nhìn cho các bạn gái. Cứ kéo hẳn đấy. À, cái bột cái tập gì đây. Ừ. Em lấy nhiều đấy nha. Đây hoa hồng nhỏ này được nè mấy đứa. Đây, anh đã cho em cắm rồi cái. Hoa nhỏ. Để mọi người lấy đi. Xin sự trợ giúp đi chứ. Không ai giúp được mình đâu. Yên tâm đi. Lá xa thì cầm rồi. Hả? Chưa nó lá xa thì cầm. Dạ. Cắt bớt cũng được. Đó, anh sẽ đổi lá, cái là đổi cho không hết thì để sao nữa. Đổi cho nó trụ đi. Đổi cho. Chứ vô, nó vừa cũng tính quá. À, đây nè. Không hẳn, đúng không? Ai lại bên đỏ nữa. Mình lại chứ. Có thể là màu đỏ vô trong để còn dạy ra. Vậy tối á, không nhất thiết phải là màu đỏ hết. Cung cấp cho các bạn những cái đấy thôi, các bạn có thể dùng hay không dùng tùy, miễn là sao đẹp. Anh đang tính rồi đấy. Anh đang tính là lấy cái bình để anh làm. Tại cái này nó hơi khó để làm. Anh ơi, anh có báo không nhỉ? Anh báo hả? Ờ. Bố em nay mình đang tham gia cuộc thi cắm. Anh ta còn bóp. Em hả? Cho anh làm này. Anh muốn thích lấy cái nào? Đó đi. Nhìn này đi. Nhìn này. Thank you.
ra kiểu hoa gà. Bông này thì quá bự bự do sai còn nhiều mà nói gì rất tiếc vậy. Trời ơi, giờ nó đi sở Google để coi xem cách gói hoa nào là đẹp nữa. Em biết sao, tại vì này nè, nếu chúng ta xem ở trên á, chúng ta sẽ rất là khó làm, là cái nhất. Cái thứ hai nữa, nó không có thật với cái tình cảm, nên là cứ gói bình thường đi, xấu đẹp không quan trọng đâu. Nhưng quan trọng là cái tình cảm mà người ta nhận được á, có thật hay không á. Cơ bản để gói chứ. Không biết quên. À vậy là đã có tổ tình với ai rồi? Mà bữa hôm. Bữa hôm. Rồi hồi thì nó qua nó chửi tiếp rồi. Bữa là thế nào ấy? Cái mấy bông này là anh cắm nhờ ở đây cho nó có nước nha. Không biết, không nghe gì hết rồi. Nghe thôi nghe em ơi, vì từng chiều mà anh đưa đón. Hôm qua em cũng cười lắm, anh hỏi ý kiến mấy đứa bên nữa. Nếu anh tỏ tình anh làm gì, nó kêu thứ nhất là anh đừng bao giờ anh hát, bởi vì anh hát chắc chắn người ta sẽ chạy. Buồn nhưng mà nó là sự thật. Anh nghĩ anh nên nhảy. Anh nhảy người ta chạy xa hơn nha. Nhưng mà mình còn bài nhảy nha. Chúng ta còn bài nhảy, chúng ta chưa tập với nhau đó. Chưa động tác rồi mà. Ủa, động tác gì á? Không. Ủa sao hai này nó có nhiều cái bí mật với ta Vĩnh? Không, Vĩnh không biết hả? Đúng rồi. Ủa, tức là còn mình anh hả? Đúng rồi. Bọn em vì anh mới làm động tác đấy đó. Dạ, động tác gì á? Chứ không bọn em nhảy dữ lắm. Đúng rồi. Bây giờ anh... Anh hút thì bọn em lại kiểu làm đơn giản. Làm sao để cho anh nói đi? Đúng rồi. Đâu? Không. Đâu? Thôi động tác thôi. Thầy đánh sơ. Được. Thầy đánh sơ của nhóm này. Nhạc thì được nét mới nguyện. Rồi biết được không? Để anh hát cho mày nhảy luôn.
đúng nhịp nha. Anh vỡ anh nhé, anh vỡ. Mặt ngầu, mặt ngầu, mặt ngầu. Cái này quan trọng là biểu cảm này. Anh có muốn bờ vai được rồi, theo anh, bọn em phải ở bên đó chơi không? Bọn anh phải theo nhịp tự mình đo luôn. Cái này quan trọng là cái nhịp. Ừ, 3, 2, 1. Nằm vỡ anh nhé, anh có muốn bờ vai độ đồng. Muốn vòng tay anh, một trái tim luôn thấu hiểu em. Nằm vỡ anh nhé, anh sẽ lôi lại. Đó, ok chưa? Dạ, yeah. Hai phút luôn. À, nhảy vô. Bây giờ cho anh đi rút rồi, lại giờ tụi em nhảy mà kiểu xoay xoay vòng tròn. Nhảy mà bọn em Santo em Santo thôi quá với anh. Bọn em chơi công bằng. Bây giờ anh hơi đau em một tí quay đầu em quý. Đúng. Ờ, quay đầu các cơ. Chứ không phải quay đầu là bờ. Ai dám ơi khẳng định cho có quay đầu là bờ luôn vậy? Ai? Em nói là quay đầu là hip hop chứ không phải quay đầu là bờ. 30 cho 3 Tết nè. Bông bố hơn 11 cái Tết. Nhưng mà đâu mà được rồi. Không mới cho được này 11 cái Tết luôn. Tập trung đi công. Em coi nó cũng vậy à. Tại vì mình phải là chuyên nghiệp. Gấp cho đà lại cho khá không? Không, cái này gấp lại đẩy trước. Đâu chưa rồi? Đó đi rồi, cái này phải để mà ngủ dậy cho thẳng rồi. Không kia tiếng nhờ ấy kia đi. Cho nó quán gì thì tao không góp hai. Ê sao tao thấy cũng hoa cúng quá. Đâu anh? Em cảm nhận được tấm lòng. Sao anh nghĩ là tấm lòng này cũng là chứ nhỏ không là anh còn nghĩ lại về Google không? Không, anh nghĩ em sẽ không còn Google đâu. Và anh để nó luôn. Mình nghĩ là những tấm lòng mình cảm nhận. Đúng rồi. Anh đang làm đi. Anh đang làm đi. Nó thủ là tích thông hết rồi. Mẹ hẹo đi. Chưa nhiều rồi. Chỉ nghĩ là giờ mình gọi cho em mình chỉ nó cách chỉ hỏi nó cách làm hoa ra. Để em nhờ người trên Đà Lạt tiếp xuống. Nhờ tiếp qua thẳng qua cũng không gọi gọi. Sao mình cứ cảm giác nó thiếu thiếu gì ta? Thiếu sự chuyên nghiệp. Có gì để nói thôi. Thiếu đó là đúng rồi đó. Ngoài đó là còn gì đâu. Thiếu thẩm mỹ. Thẩm mỹ. Wow. Wow. Ủa sao không lấy băng keo này? Cắt đi. Có mấy tiếng nữa không hay nhỉ? Nghĩ là cần lâu à? Tiếng. Bây giờ mình bỏ cái bông trước đi. Hợp lý anh. Bỏ hoa chúng ta nên bỏ bông. Bỏ bông cái kỳ lắm nha. Bỏ bông. Nghe kỳ lắm. Nghe hay mà. Hay vậy. Chiều em sẽ dùng từ bó bông này tặng cho anh. Được. Tại sao anh làm như thật mạnh mẽ? Không có bài hát nào giống như bài hát của anh Bông Bì. Bông Khăn. Không, không phải Bông Bì. Người ta sẽ dùng bó hoa đẹp nhất. À, không thuộc về anh nữa. Cái hoa ở ngoài dùng bó bông đẹp nhất. À. Bó bông mình dùng bó bông đẹp. Ok chưa? Ok, nói câu đó là quay đầu. Quay đầu là bò. Quay đầu là hip hop. Quay đầu là hip hop. Quay đầu là sân khấu.
Sao mình không thể nào có thẩm mỹ về cái vấn đề làm cái này ta? Anh đừng nói về thẩm mỹ. Nói thì khán giả càng ngày càng khẳng định thôi. Đúng. Mình muốn để ngoài kia rồi. Hiệp ở thằng người hiểu lấy rồi. Hiệp đây. Chơi thôi. Thôi không chơi đâu. Anh thanh nhạc để mình chơi. Quạt chấp. Anh không chơi đâu. Hai thái cúng một cái cho nó bớt căng. Thun mang đi hết rồi. À. Thun. Ờ. Lấy không? Lấy. Nhiều không? Ờ, lấy là đủ. Ừ. Thôi không chơi đâu. Đồng mình làm kinh nghiệm nha. Ôi. Tùng có kinh nghiệm bó hoa mai mà. Đây là tặng luôn thế này thì sao? Không, đây là chuyện kêu sáng của ông lấy một cảnh đi tặng. Đơn giản. Đúng rồi. Chủ yếu là tấm lòng. Đừng lãng phí tiền của cái ekip quá. Ekip mù đắp cái gì? Em gấp máy bay à? Hả? Còn đâu rồi? Đừng nói chuyện gọi. Đừng nói chuyện gọi. Mà cười thật to đi. Đừng nói chuyện gọi mà hát cười thật to đi. Không có chất là... Hả? Em đang chờ cho anh một ngày hồng. Để mình hỗn mỗi ngày xin mong chúc cho sao mày được thế sao? Thì không tí mấy cái này mình sẽ anh sẽ mở áo ra. Không, em nghĩ là với cái giấy này thì anh nên dùng giấy khác. Không, anh đang gọi là thử nghiệm thôi. Ờ, chứ giấy anh cắt từng luôn mà. Thì ok rồi, nhưng mà những cái tờ giấy như này anh đem tặng thì nó cả đủ cân của giấy đó. Thì em nghĩ là bỏ luôn tờ giấy. Những tờ giấy này là của anh nha. Có còn có một tờ thôi hả? Mỗi người được 2 tờ. Lấy 2 tờ. Rồi, chưa tôi rồi. Lấy một nhanh. Một nhanh hoa. Em bị lá cỏ hay gì?
đúng là cánh đồng hoang vu. Chị hỏi đi, đi xả ra bãi cỏ thôi. Cầu trời không? Lạy Chúa con cần. Lạy Chúa con cần thân đẹp không đó. Không có ngày đầu tiên mà mấy đứa kêu anh ấy là 16, 17 tuổi, anh bất ngờ ấy. Em bảo, má tụi này nó xàm. Đến bây giờ thì em bất ngờ là anh tin điều đó. Không, anh không tin. Anh không tin vào điều đó. Anh bất ngờ là bởi vì là tụi mày xàm đến mức độ đó. Anh không tin là tụi mày xàm đến mức độ đó. Ừ. Chứ không phải là anh không anh tin hay không tin về cái vấn đề mà tụi mày 15, 16 tuổi. Từ từ, anh bóp nó vào cho nó đỡ bị... Đấy là em lấy nữa mà. Ờ biết nhưng mà phải dính nó lại cho nó đỡ. Tắt máy thì làm. Rồi.